Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những lợi ích bất ngờ của việc ăn cà rốt sống các bạn nhé. Trong cuộc sống thì có thể mang lại rất là nhiều lợi ích cho bạn theo cách khác nhau nhé. Vì cà rốt rất là có những hữu ích mà cơ thể của chúng ta nên cần và được cung cấp nhé. Chẳng hạn như thúc đẩy làm cho da của chúng ta khỏe đẹp, cân bằng tuyến giáp hay loại bỏ lượng estrogen dư thừa ra khỏi cơ thể của chúng ta. Theo một số tờ báo thì cà rốt có thể mang lại những lợi ích cho bạn theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là những lợi ích về việc của việc bạn ăn cà rốt sống nhé, với sức khỏe và tổng thể của bạn ạ. Với cách ăn cà rốt thì chúng ta rất là nhiều cách chúng ta ăn sống trực tiếp hoặc các bạn có thể ép thành nước uống nhé. Và cà rốt là cái thứ nhất là giàu vitamin A. Cà rốt là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, với khẩu phần ăn cung cấp cho 184% giá trị dinh dưỡng hàng ngày của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ đã FDA nhé, khuyến nghị ít nhất là 700 đến 900 microgram vitamin A mỗi ngày cho người lớn và trẻ em trên 4 tuổi nhé. Một củ cà rốt sống có thể chứa đủ vitamin A đáp ứng được khuyến nghị của FDA các bạn nhé, tức là Hội Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ Hoa Kỳ đấy ạ. Thứ hai nữa là loại bỏ lượng estrogen dư thừa. Cà rốt là giàu chất xơ có thể giúp chúng ta hỗ trợ được cơ thể loại bỏ được estrogen dư thừa để giúp điều chỉnh sự trao đổi chất hiệu quả hơn. Người ta đã phát hiện ra rằng cà rốt sống ngăn chặn sự tái hấp thụ của estrogen dư thừa từ ruột ạ. Nên các bạn có thể bổ sung chế độ ăn giàu cà rốt cho bữa ăn của chúng ta nhé. Nhìn chung là ăn tất cả các loại rau củ quả đều tốt, chúng ta không nên ăn quá nhiều, nhưng tuần chúng ta nên ăn 1, 2, 3 bữa thì vẫn được ạ. Còn lại chúng ta ăn cái gì quá nhiều thì cũng sẽ không tốt các bạn nhé. Và cà rốt các bạn gọt ra như thế này là chúng ta có thể ăn sống được rồi. Hoặc mình thái ra, mình làm lộn ra cũng được nhé. Hoặc các bạn ép lấy nước là cũng có rất là tốt nhé. Cái thứ ba là nó thúc đẩy cho da khỏe đẹp nhé. Cà rốt có chứa nhiều vitamin A và beta carotene, do đó ăn cà rốt sống có thể giúp chúng ta giảm được mụn và ngăn ngừa mụn bằng cách giảm viêm và khuyến khích sự thay đổi tế bào nhé, tẩy tế bào chết tự nhiên đi ạ. Thứ tư là nó cân bằng nội tiết tố ạ. Khi bạn ăn cà rốt sống, chất xơ của nó nhé, tự liên kết với lượng estrogen dư thừa và giúp nó ra khỏi cơ thể ạ. Điều này rất là quan trọng vì quá nhiều estrogen có thể dẫn đến như sự gián đoạn nội tiết tố khác nhau nhé, bao gồm mụn, trứng cá và hội chứng của bệnh tiền kinh nguyệt các bạn ạ, thay đổi tâm trạng nhé, rất là hiệu quả. Cà rốt sống giúp giảm số lượng vi khuẩn xấu trong ruột, vì vi khuẩn đường ruột thường là một trong những vấn đề chính gây ra sự mất cân bằng nội tiết tố của cơ thể con người chúng ta. Thứ năm nữa là giúp cân bằng huyết áp. Cà rốt là một nguyên liệu tuyệt vời cho những người bị suy tuyến giáp, giúp cân bằng tuyến giáp, mình nói nhầm đấy các bạn ạ. Cà rốt là một nguồn nguyên liệu tuyệt vời cho những người bị suy giáp nhé, vì chúng là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời ạ, và hỗ trợ chức năng tuyến giáp.
Bây giờ cái tình trạng tuyến giáp của chúng ta là rất nhiều, chiếm tỷ lệ rất là cao các bạn nhé. Một trong những hàng đầu của các bệnh về ung thư thì ung thư tuyến giáp là rất là nhiều, hoặc những vấn đề về tuyến giáp các bạn nhé. Cho nên cà rốt được là một thực phẩm được lựa chọn rất là tuyệt vời như vậy thì chúng ta hãy ăn nhé, với những bệnh nhân bị tuyến giáp. Như vậy là trên đây thì ẩm thực miền quê mình đã chia sẻ các bạn những lợi ích bất ngờ của việc ăn cà rốt sống đối với cuộc sống của chúng ta nhé. Các bạn thích hoặc hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.